Rồi, xin được chào mừng các bạn. Chúng ta gặp nhau trong một livestream với chủ đề cách đặt cuộc hẹn thành công, tư vấn và chốt sale hiệu quả. Trước hết chúng ta sẽ dành vài phút để bắt đầu chào mừng nhau. Chào bạn Thành Hưng đã có mặt tham gia livestream này. Và chủ đề livestream này là cách đặt cuộc hẹn thành công. Rồi đến bước là tư vấn, rồi chốt sale. Lĩnh vực mà rất nhiều người trong chúng ta đang quan tâm hiện nay, bởi vì chúng ta ai cũng bán hàng, ai cũng đang bán hàng. Rồi, chào mừng bạn Hà Văn Đại, bạn bạn Thiệu, rồi Kim Charlene, chào bạn. Dạ. Xin được chào mừng các bạn, chào mừng chị Vân cũng rảnh rỗi và tham gia buổi livestream này. Nguyễn Kim Thủy, chào mừng các bạn. Vâng, chào bạn Đại, đã lần người đầu tiên đã tiến sĩ Lê Quỳnh Nga, bạn Nguyễn Kim Anh, xin chào. Và tôi mong muốn các bạn hãy đặt câu hỏi về vấn đề của mình, về những vướng mắc của mình trong cái công việc của mình ạ. Thì có đặt ra những tình huống cụ thể thì chúng ta mới nhận được những giá trị cụ thể, những câu trả lời cụ thể vào chính cái việc của mình. Và chủ đề hôm nay một lần nữa tôi xin nhắc lại là cái cách đặt cuộc hẹn thành công, rồi tư vấn và chốt sale. Bởi vì là tôi cũng không biết là đã trở thành một người tư vấn thành công, chốt sale, rồi là đặt cuộc hẹn, nó hiệu quả từ bao giờ. Và tôi lấy những cái trải nghiệm cá nhân của mình để chia sẻ với các bạn. Điều mà tôi nhận ra rằng chúng ta còn thiếu rất nhiều khi chúng ta đang mong chờ một cuộc hẹn thành công, chúng ta mong chờ một cuộc tư vấn hiệu quả và chúng ta mong chờ một cái cuộc chốt sale mỹ mãn theo mong muốn của mình. Vậy thì các bạn có đang gặp phải những vấn đề trong việc bán hàng của mình hay không? Vấn đề cụ thể nó là gì? Xin mời các bạn đặt vấn đề. Bởi vì trước đây thì tôi cũng từng tham gia các nhiều các cái dự án kinh doanh, mô hình kinh doanh, loại hình kinh doanh. Và bản thân tôi thì không hiểu vì sao mà mình không hấp dẫn người người khác? Vì sao cái câu chuyện của mình? Vì sao mình đã có sản phẩm tốt như vậy? Vì sao phương án kinh doanh có vẻ khả thi như vậy? Rồi mình cũng là người gì? Tử tế, nhìn đáng tin cậy. Tại sao mà cái câu chuyện của mình lại không thu hút được mọi người lắng nghe? Rồi là muốn hợp tác, rồi muốn làm theo. Và cho đến bây giờ thì điều đó đã được lý giải hoàn toàn. Và bằng cái trải nghiệm của mình thì tôi muốn chia sẻ các bạn nhằm gì có thể gợi cho chúng ta hay là chia sẻ với chúng ta cái cách để chúng ta gì không bước lại cái con đường như vậy nữa. Hãy tránh ra. Bởi vì cái cách tốt nhất trong cuộc sống này là gì chúng ta học tập những thất bại của những người đi trước rồi rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Sau đó tìm những cái giải pháp nó hiệu quả trong cuộc sống để chúng ta bắt đầu. Chào mừng bạn hai CEO Đức Hùng và Phùng Hưởng. Chào mừng. Hai anh có thể đặt câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi vấn đề này. Bởi vì hơn ai hết thì các bạn có thể kết nối với lại anh Đức Hùng, một CEO của một công ty sản xuất đồ gia dụng rất lớn của Việt Nam, và anh Phùng Đức Hưởng, người có rất nhiều trải nghiệm trong việc marketing, rồi bán hàng, rồi đàm phán, rồi rất nhiều thứ. Chào bạn Ngọc Vương, Vương Ngọc. Cái Facebook sắp xếp rất là cứ tiếng Anh với tiếng Việt lộn thì tôi cũng không rõ là bạn. Không sao cả. Cái quan trọng là chúng ta sẽ lĩnh hội được những điều gì giá trị trong cái buổi chia sẻ cùng nhau hôm nay mà thôi. Để trước hết vào chủ đề chính của buổi hôm nay thì buổi sáng hôm nay
Thì tôi cũng vừa nói chuyện với một bạn, mà một bạn thì cũng đang trong bắt đầu là nghề bán hàng. Bạn cũng xoay từ cái công việc bán hàng nọ sang bán cái sản phẩm kia. Và bạn cũng hỏi tôi khá là nhiều câu đối với một người bán hàng hiện nay. Và bạn hỏi rằng làm thế nào để đặt cuộc hẹn thành công? Và trong các buổi huấn luyện với riêng cho các nhà tư vấn bảo hiểm thì đây cũng là một câu hỏi mà rất nhiều người đang đặt ra. Làm thế nào để chúng ta đặt một cuộc hẹn thành công với khách hàng? Và trước hết thì cũng xin hỏi các bạn là các bạn nghe có âm thanh có rõ không? Nếu có rõ thì cũng cho tôi được biết. Bởi vì có một vài cái livestream khi mà tôi nói được một lúc thì các bạn phản hồi rằng là nghe âm thanh không rõ. Vậy thì bây giờ khi chúng ta chưa vào chủ đề chính thì các bạn có thể cho tôi biết rằng âm thanh nghe có rõ không? Rồi, cảm ơn bạn Vương Ngọc đã trả lời âm thanh nghe rất rõ. Và nếu các bạn quan tâm thì tôi sẽ xin gửi những cái tài liệu mà hôm nay tôi vừa nhận được. Tài liệu rất giá trị về bán hàng. Ví dụ như là bí quyết sử dụng ngôn ngữ trong bán hàng. Đấy. Bí quyết sử dụng trong bán hàng rồi là bí quyết sử dụng ngôn ngữ trong chốt sale. Đấy. Và các bạn thì sẽ để lại điện thoại là một, rồi email là hai. Và tôi sẽ, và các bạn, bộ phận chăm sóc của tôi sẽ gửi cho các bạn cái tài liệu đó. Ok, cảm ơn các bạn. Và tôi mong muốn một lần nữa, khi tôi trình bày cái câu chuyện buổi sáng xong, thì các bạn hãy đặt những cái câu hỏi vào chính các cái trường hợp trong công việc của mình. Thì từ giác độ một nhà huấn luyện NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, thì bằng những hiểu biết của mình thì tôi sẽ sẵn sàng cùng trao đổi với các bạn. Thì xin bắt đầu bây giờ vào chủ đề chính rằng khi chúng ta nói với nhau rằng làm thế nào để chúng ta có thể đặt một cuộc hẹn thành công. Điều đầu tiên, trước khi chúng ta bắt đầu, cảm ơn bạn Thùy Dung, bạn là người rất là nhanh, rất là linh hoạt khi đã đặt Vương Ngọc, bạn Vương Ngọc. Đúng rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn sẽ nhận được tài liệu sớm ngay lập tức vào buổi mai. Đến trưa mai là các bạn sẽ nhận được tài liệu. Những cái cách gì, bí quyết cái sử dụng ngôn ngữ trong đàm phán, trong bán hàng và trong thương thuyết. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính. Trước khi chúng ta muốn đặt cuộc hẹn với một ai đó, thì điều đầu tiên chúng ta phải biết được thông tin người ta đặt cuộc hẹn họ đang làm lĩnh vực gì, họ là ai, họ đang làm lĩnh vực gì, rồi sâu hơn nữa là sở thích của họ, tình trạng công việc của họ, rồi là các vấn đề mà họ quan tâm. Những điều đó thì có thể tìm kiếm ở trên Facebook, có thể tìm kiếm ở trong ngành hàng và có thể tìm kiếm ở những người quen, bạn bè. Điều đó là buộc chúng ta phải làm. Còn cực chẳng đã, nếu mà không có được những thông tin sơ bộ như vậy, cơ bản như vậy, thì quả là khó khi chúng ta có thể là điện thoại đến một người lạ. Điện thoại đến một người lạ. Rồi thứ hai, khi biết được toàn bộ những thông tin cơ bản của người mà ta muốn đặt cuộc hẹn, thì điều quan trọng nữa, chúng ta sẽ đặt mình vào vai họ. Vì sao họ lại thích cái cuộc hẹn này? Nào, nếu đặt địa vị vào bạn, thì vì sao bạn lại thích cái cuộc hẹn này? Nếu như bạn sẽ tìm ra, ví dụ bạn sẽ định nói lý do cuộc hẹn là như thế này, thế này. Vậy thì bạn sẽ bắt đầu hỏi, nếu đặt địa vị mình, sau khi là bạn là bạn có thông tin của người mà bạn định đặt cuộc hẹn rồi, thì bạn sẽ tự hỏi đặt mình vào vai họ xem. Họ sẽ thích ở cái cuộc hẹn này ở điểm nào? Thích ở điểm nào? Bởi vì tất cả chúng ta đều sẵn sàng lắng nghe ai đó, sẵn sàng đến gặp ai đó. Khi mà người đó chia sẻ với chúng ta điều gì
có ích, có lợi, có nhiều giá trị. Tất cả chúng ta đều như vậy. Và nếu như cái lý do của cuộc hẹn nó không đủ hấp dẫn thì đương nhiên họ sẽ tìm cách chối từ. Họ tìm cách chối từ. Và chối từ thì nó rất nhiều câu. Nó rất nhiều câu. Và nếu như chúng ta lúc đấy chúng ta lại không có cái kỹ năng để đọc vị được ngôn ngữ, không có cái kỹ năng để thấu hiểu đằng sau cái ngôn ngữ mà họ nói ra là gì, thì chúng ta thất bại trong cuộc hẹn đó là đương nhiên. Có một cái ví dụ rất hay, có một ví dụ rất hay để có thể chia sẻ với các bạn. Chúng ta đều là những người đi bán hàng. Chúng ta đều là những người đi bán hàng. Và chúng ta đều phải bươn trải ra ngoài, chúng ta đều là chăm chỉ đi làm. Vậy thì chúng ta có thể hình dung ra hai cái con vật ngoài cuộc sống cùng bay đi làm việc. Và một con thì đức rất được chào đón, một con thì lại bị đánh đuổi. Một con được chào đón và một con bị đánh đuổi. Con được chào đón là con ong. Con được chào đón là con ong. Còn con bị đánh đuổi là con muỗi. Vậy các bạn ở đây sẽ thấy điều gì khiến con ong được chào đón và điều gì khiến con muỗi bị đánh đuổi. Đấy, đấy là hai cái hình tượng ẩn dụ để chúng ta thấy. Vậy thì cuộc hẹn của chúng ta đối với khách hàng thì là cuộc hẹn của con ong hay là cuộc hẹn của con muỗi? Chúng ta phải làm rõ điều đó. Rồi thì chúng ta cũng nghe rất nhiều câu nói gì? Bạn muốn nhận cái gì thì bạn phải cho cái đó trước đi. Bạn muốn nhận cái gì thì bạn phải cho cái đó trước. Vậy thì trong cái cuộc hẹn đó, bạn định cho khách hàng của mình cái gì? Giá trị với họ. Đấy là vấn đề. Đó, chúng ta làm rõ này. Trước khi hẹn gặp ai đó, chúng ta phải biết về những thông tin cơ bản của họ. Thông tin cơ bản của họ. Họ là ai? Đang làm gì? Tình trạng công việc của họ, lĩnh vực của họ, mối quan tâm của họ là gì? Để chúng ta biết được điều đó đã. Dạ. Biết rồi, chúng ta mới bắt đầu gì? Tìm ra lý do để trao giá trị cho họ. Và chúng ta biết được ở đây có một nguyên tắc cơ bản. Nếu lý do không đủ hấp dẫn, họ không đến. Họ sẽ chối từ ngay lập tức. Nếu như là bạn có mối quan hệ rất là tốt, thì người ta sẽ tìm một cái câu rất là lịch sự để gì? Chối từ. Còn nếu bạn là cái người bình thường thì người ta sẵn sàng từ chối ngay lập tức. Là tôi không có thời gian, rồi lúc này tôi chưa quan tâm. Đó. Rồi rất nhiều cái câu khác nữa, thậm chí là những câu mà gây cho bạn tổn thương. Gây cho bạn tổn thương. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đặt cuộc hẹn cho họ thành công? Chúng ta phải chuẩn bị cái năng lực của mình, cái năng lực cá nhân, năng lực mình phải giải quyết được vấn đề cho họ hay trao cho họ được cái giải pháp để làm lợi cho họ. Ví dụ họ là người kinh doanh, thì cái giải pháp gì có thể giúp cho cái công việc kinh doanh của họ có thể gia tăng? Nếu là họ là người làm dịch vụ, thì giải pháp gì có thể khiến cái dịch vụ của họ có thể hơn đối thủ? Ví dụ họ là người sản xuất, thì cái giải pháp gì có thể giúp cái công việc sản xuất của họ có thể gia tăng được năng suất, giảm được chi phí, nói chung là tăng được hiệu quả? Đấy là những vấn đề mà chúng ta đặt cuộc hẹn thì chúng ta phải vì họ. Nếu họ không thấy được có lợi gì trong cuộc hẹn, họ sẽ không bao giờ đồng ý gặp hẹn. Rồi. Rồi đến khi cái lý do của bạn đủ hấp dẫn để người ta đến gặp, thì khi đến gặp rồi thì thực lực rằng mình có khả năng để giải quyết thấu đáo vấn đề của họ hay không? Hay là mình chỉ học thuộc được cái điều gì đó
rồi chia sẻ một cái điều nó rất là mỏng manh, nó rất là đơn giản, khiến họ cảm thấy gì? Không hấp dẫn, khiến họ cảm thấy phát chán lên. Rồi đánh giá họ lại có một câu là tưởng thế nào, thì điều đó rất nguy hiểm. Bởi vì sau đó thì cái thông tin đó nó sẽ được lan truyền rất rộng trong các mối quan hệ của các bạn. Bởi vì là gì? Một ai đó nếu là cùng nhóm bạn chơi với nhau, người ta sẽ nói rằng là không biết là bạn này, anh này hay chị này hay bạn này vừa điện cho tôi xong rồi lâu lắm mới thấy điện, thì không biết là hôm nay điện có việc gì mà đang hẹn tôi sốt sáng lắm. Vậy thì nếu như bạn đã gặp cái người bạn trước đó rồi và cái kết nối của bạn nó là gì? Ví dụ như là đầu voi đuôi chuột chẳng hạn. Ví dụ như là lý do hẹn gặp thì rất là to tát, nhưng cuối cùng cái vấn đề mà gì trao cho họ thì nó lại không như mong cầu. Thế thì họ sẽ có cái phản biện nó rất là bất lợi cho bạn. Rằng là bây giờ, ôi ôi, đừng đừng đừng, thôi, đừng nghe cái ông nổ đấy mà. Đấy, bây giờ, ôi ôi ông dạo này chán lắm, dạo này còn đi làm cái nọ cái kia. Bây giờ hôm đấy cứ nói một thôi một hồi, cứ ba la ba la ba la ba la, tôi chán quá rồi tôi về. Thế thì nếu ở cái cương vị của một người bán hàng thì bạn hãy lục lại. Có bao giờ bạn đã vấp phải tình trạng đó chưa? Trước đó thì một người có thể nhận lời bạn rất là hào hứng nhiệt tình, nhưng sau đó thì thấy người ta lảng ra ngay lập tức. Lảng ra ngay lập tức. Có chưa ạ? Được rồi. Đó, với cái phần vừa rồi tôi chia sẻ thì các bạn có thể trao đổi thêm, bổ sung thêm để chúng ta có thể gì? Bắt đầu đi sâu vào đọc vị từng cái ngôn ngữ mà khách hàng trả lời các bạn. Nào chúng ta bắt đầu. Xin mời các bạn ạ. Bạn Nguyễn Hà Phương, bạn Dương Tâm Tuệ. Rồi. Các bạn tiếp tục đấy ạ. Bạn Tấn, chào mừng bạn Tấn. Rồi. Bạn Trần Ngân. Bạn Yên Lãng hay Lãng Yến, Đỗ Viết Lượng. Bạn Dung Nguyễn, thu thập thông tin. Vâng, xin mời các bạn đấy ạ. Rồi, cảm ơn bạn Vương Ngọc. Rồi, các bạn bắt đầu chúng ta chia sẻ về những tình huống cụ thể trong công việc của các bạn. Thì chúng ta sẽ cùng mổ xẻ để làm sao đó chúng ta bắt đầu tránh phải vấp phải những cái điều đó. Và cái quan trọng là chúng ta tránh phải những cái tổn thương, những cái lời lẽ tổn thương. Và chúng ta bị tránh mất đi các cái kho mối quan hệ mà chúng ta đã mất bao nhiêu công chúng ta xây dựng được. Nào xin mời các bạn ạ. Các bạn có thể đặt những cái tình huống trong đúng cái công việc của các bạn đi ạ, để chúng ta cùng nhau mổ xẻ ra. Gặp một khách mới, bạn Vương Ngọc. Rồi, cảm ơn bạn. Anh ơi, gặp một khách mới thì cần mở lời với khách như thế nào ạ? Luôn luôn bắt đầu từ việc là, đúng rồi, chúng ta bắt đầu là những cái, lúc này nó gọi là gì? Vấn đề là kết nối. Lúc này nó cần gọi là cần kỹ thuật kết nối. Thế thì nó sẽ có gì? 7 cái cách để bạn kết nối với một khách lạ. 7 cách kết nối để bạn một khách lạ. Các bạn lưu ý này. Gặp một khách lạ, trước hết bạn phải biết cái kỹ thuật kết nối. Kỹ thuật kết nối ở đây thì kết nối về mặt hình thể. Kết nối về mặt hình thể thì bạn hãy bắt đầu làm giống họ. Giống như là họ bạn soi gương ấy. Đây là kỹ thuật soi gương. Soi gương là gì? Bạn nhìn mình trong gương ấy, bạn làm thế nào thì có phải là trong gương sẽ như vậy không? Vậy thì khách ngồi như thế nào thì bạn sẽ ngồi gần giống như vậy. Khách làm gì thì bạn làm gần chậm hơn, làm gần như vậy. Đó là gì? Soi gương. Soi gương và soi gương chéo. Soi gương thì là giống y hệt, còn soi gương chéo là gì? Nếu họ ngồi kiểu kia thì mình ngồi ngược lại kiểu này nhưng mà giống họ nhưng mà ở góc bên này. Và họ, ví dụ họ ngồi nghiêng sang phải thì mình bên này ngồi nghiêng sang trái. Đấy là soi gương. Tại sao cái kỹ thuật này nó sẽ trở nên hiệu quả? Bởi vì khi bạn bắt chước họ cái cách như thế này thì họ sẽ cảm thấy thích mình ở trong tiềm thức. Ở trong tiềm thức họ đã bắt đầu thấy là bạn dễ chịu. Nào, để tôi minh chứng điều này. Ví dụ như là bạn có thể đến một cái hội nghị hay một meeting nào đó toàn người lạ. Rồi ít nhất
thì trong toàn bộ số người lạ đó, bạn cũng nhặt ra được một vài người mà bạn cảm thấy rằng nếu như mà đứng nói chuyện với người đó thì ok. Tức là bạn cảm thấy bắt đầu thích thích ai đó trong cái số đó. Đúng không ạ? Đấy, đấy là cái thích trong tiềm thức của bạn mà chưa cần biết là họ làm gì, họ như thế nào, họ ra sao. Thì cái đấy là cái cấp độ thích ở tiềm thức. Bởi vì sao? Bởi vì người đó đang giống bạn và bạn đang giống người đó. Cái giống đó ở trong tiềm thức. Đấy, thứ nhất là bạn phải biết cách làm giống họ như vậy. Rồi thứ hai, bạn bắt đầu phải biết cái cách khơi gợi cái câu chuyện để bắt nhịp được với nhau. Bắt nhịp được với nhau. À, như là John Maxwell, ông ấy nói rằng nếu như bạn không hiểu được giá trị của khách hàng thì bạn sẽ không bao giờ bán được hàng. Thì trong trường hợp này là gì? Nếu như bạn không hiểu được giá trị của cái người đối diện, khách lạ của bạn, thì bạn không thể kết nối được với họ. Vậy thì cái cách kết nối của bạn nó có 7 cái cách kết nối. Thứ nhất là bạn bắt đầu thăm dò bằng việc khơi gợi một mối quan tâm chung. Khơi gợi một mối quan tâm chung. Ừ. Ví dụ như các bạn đang đứng ở ngoài trời mà trời nhiều hôm rồi mưa dầm và hôm nay bắt đầu nắng thì chúng ta bắt đầu bằng câu may quá anh nhỉ. Hôm nay cái sự kiện này nó nắng. Rồi ok. Đấy là một cách khơi gợi một mối quan tâm chung mà nó rất là gì? Không ảnh hưởng đến ai cả. Nó không phải là con ong mà nó cũng không phải là con muỗi. Và nếu như người ta đã thích bạn ở cấp độ tiềm thức rồi thì người ta sẽ sẵn sàng bắt chuyện. Đấy, đầu đầu tiên là khơi gợi một mối quan tâm chung. Hoặc là bạn có thể nói rằng anh có hay đến sự kiện này không? Là anh có thường xuyên đến sự kiện như thế này không? Hoặc là sự kiện này, điều gì đã thu hút anh đến sự kiện này? Cái gì thu hút anh đến sự kiện này? Đấy, đấy những cái câu mà gì? Khơi gợi một mối quan tâm chung. Cái cách thứ hai, bạn lắng nghe họ. Nghĩa là thế này, nếu như họ đang là chủ chia sẻ một đề tài nào đó trong một nhóm người, thì bạn sẽ đến tham gia vào cái nhóm đó. Bởi vì bạn đã trọng tâm là đặt muốn kết nối với người đó mà. Một khách lạ mà, đúng không? Thì bạn đến tham gia vào người đó, vào nhóm đó và bạn sẽ lắng nghe. Và cái lắng nghe của bạn thì nó đặc biệt hơn những người khác xung quanh. Lắng nghe của bạn nó có chủ đích. Ví dụ, bạn cứ nhìn họ rất là chăm chú, rất là ngưỡng mộ và bạn ồ, bạn à. Thế thì bạn sẽ bắt đầu để ý xem toàn bộ ánh mắt, toàn bộ nội dung, toàn bộ cử chỉ body của người đó sẽ dành hết cho bạn. Bởi vì chỉ có bạn là người lắng nghe chăm chú nhất, ngưỡng mộ nhất thì họ sẽ bắt đầu dành cái nội dung đó cho bạn. Và một lát sau, khi nhóm đã tan, thì bạn có thể gặp riêng để bạn nói vừa rồi chủ đề anh chia sẻ em rất là hào hứng. Nhưng có một điều này em chưa hiểu rõ thì xin anh chia sẻ thêm một chút được không ạ? Thì họ rất sẵn sàng. Cái cách nữa là cái cách là bạn có thể lời khen, có một lời khen. Khen bất kỳ cái gì mà người đó có. Chọn ra một cái điểm gì trên người đó có. Ví dụ như là vừa rồi cái bài chia sẻ của anh rất là hay. Cái ý trong đấy em học được và em thấy ngưỡng mộ nó là thế này. Đó, thì bạn có thể kết nối ngay. Nó có rất nhiều cách. Nó có rất nhiều cách kết nối. Và tùy từng trường hợp cụ thể thì bạn sẽ ứng dụng vào. Ứng dụng vào. Rồi là gì? Bạn có thể là gì? Bất chợt bạn nghe họ. Ở đó họ chia sẻ rằng là họ đang cần tìm một gì nhà cung cấp nào đó. Thì nếu bạn bắt đầu là lục lọi nhanh trong các kho quan hệ của bạn, bạn có một cái mối hàng nào đó, bạn có thể giới thiệu cho họ. Giới thiệu hai đối tác đó với nhau. Và thực sự là lựa chọn đó nó phải thực sự mang lại lợi ích cho họ thì họ sẽ rất là gì? Biết ơn với điều đó. Và họ sẽ sẵn sàng kết nối với bạn. Và thế sau kết nối xong thì câu chuyện hôm đó rất là vui vẻ, rồi sau đó một hai hôm thì bạn sẽ hỏi lại xem cái kết quả của cuộc kết nối đó ra sao. Và nếu như kết nối đó thành công thì người ta đã sẵn sàng gì? Tiếp tục ạ. Rồi thì đấy là bạn đề gì nào? Khơi gợi mối quan tâm chung, bạn lắng nghe, rồi bạn giới thiệu một món hàng, rồi bạn tặng quà. Cái tặng quà của bạn thì có thể thế này. Ví dụ bạn rất mong muốn kết nối được với một doanh nhân, một khách hàng. Thì vậy thì trong bất kỳ trường hợp nào đó thì bạn hãy kiếm một món quà. Ví dụ trong các cuộc họ meeting hội thảo gì đó, ở đó người ta bán sách. Vậy thì bạn hoàn toàn có thể là gì? Mua ngay một cuốn sách gì nó giá trị một chút. Này.
giá trị một chút, và bạn sẽ bắt đầu tiến đến để tặng quà rằng là thưa anh, công ty em đang có tăng chương trình tặng quà chỉ có 50 doanh nghiệp thôi, 50 chủ doanh nghiệp hay 50 khách hàng thôi, và chẳng hiểu sao thì em lại rất là thích tặng quà cho anh. Đó, đó cũng là một cách để bạn tiếp cận. Rồi bạn kể một câu chuyện. Tùy trường hợp, bạn có một kho chuyện rất hấp dẫn, bạn kể một câu chuyện nào đó chẳng hạn, mà câu chuyện đó với một cái ý đồ là gì? Cài một cái mệnh lệnh ẩn cho cái người mà bạn muốn tiếp cận đấy, thì họ sẽ quan tâm. Rồi là bạn gì? Cung cấp một dịch vụ tốt này, rồi bạn lắng nghe này, bạn kể chuyện này, bạn khơi gợi mối quan tâm chung này, bạn tặng quà này. Đó, đó là những cách mà bạn thấy rằng nó phù hợp trong hoàn cảnh nào thì bạn sẽ kết nối. Và khi kết nối rồi thì bạn lại tiếp tục phải gì? Rất là tinh ý để đọc vị ngôn ngữ xem. Khi bắt đầu họ thì cái trình độ của bạn, tôi chia sẻ ở phần đầu ấy, là khi bạn đã kết nối được với họ rồi thì bạn lại phải có đầy đủ cái năng lực để bạn thỏa mãn cái giá trị của họ. Đầy đủ năng lực để thỏa mãn giá trị của họ. Ví dụ, họ nói ra cái gì đó, họ quan tâm điều gì đó, thì bạn phải đủ năng lực để thỏa mãn họ. Thì người ta sẽ ngưỡng mộ bạn và rất muốn kết nối với bạn, rất muốn mời bạn cà phê ngay lúc đó hoặc là sau đó. Đấy là cái cách nói với người lạ. Tức là bạn phải có năng lực là một, cái năng lực khả năng của bạn để thỏa mãn cái giá trị cho họ. Giá trị là điều quan trọng nhất của họ. Tức là cái điều cần của họ ngay lúc đó hay là điều cần của họ trong một thời gian dài. Cái thứ hai là bạn phải có cái năng lực về ngôn ngữ. Năng lực về ngôn ngữ để bạn có thể đặt ra những câu hỏi để phát hiện ra giá trị của họ. Cái điều đó thì bạn phải có, còn không có thì chịu rồi. Phải có. Làm cách nào để có? Thì nếu thực sự đây là vấn đề của bạn thì hãy comment với tôi. Bởi vì đây đây nó thuộc về các kỹ năng kỹ thuật mà bạn phải rèn luyện, chứ không thể nào mà nói bằng cái giai đoạn này mà bạn có thể ngấm ngay được. Nó phải rèn luyện. Đó thì đấy, đấy là cách mở lời với người lạ đấy. Đấy, 7 cái cách bạn có thể áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào cho nó phù hợp. Được chưa ạ? Ồ, tuyệt vời, rất hay bạn Hưởng. Làm thế nào để bản thân mình có giá trị, đúng không ạ? Bản thân mình có giá trị. Ok. Không có cách nào khác cả. Ví dụ thế này thôi. Giả sử rằng cái giá trị nó là body đẹp. Nó là một cái body đẹp, hình thể đẹp. Mà bạn bây giờ thì đang có một hình thể, tức là người nó rất là eo uột, rồi bụng nó rất là to. Vậy thì bạn làm thế nào để cái body, hình thể của bạn đẹp lại được? Làm thế nào? Bạn phải tập thể dục. Vậy thì cái câu hỏi của bạn là gì? Làm thế nào để mình có giá trị? Vậy thì chúng ta phải học. Chúng ta phải đưa cái giá đưa những cái kiến thức phong phú đó vào bên trong mình. Đưa kiến thức đó vào trong mình, và rồi chúng ta sẽ phải luyện đi luyện lại, lặp đi lặp lại các kiến thức đó. Thì nó sẽ trở thành bản năng của mình. Ví dụ, tại sao tất cả chúng ta từ khi bắt đầu biết đi học cho đến tận già, đến 8, 90 tuổi rồi, không ai quên được 10 cái bản cửu chương. Không ai quên được 10 bản cửu chương. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta lặp đi lặp lại nó suốt ngày. Lặp lại nó đi suốt ngày. Bởi vì chúng ta liên tục lặp đi lặp lại nó trong cuộc sống. Ví dụ là ta đi uống cà phê, rồi là ta uống với bạn bè và ta là người thanh toán tiền, trả tiền. Và ta sẽ hỏi rằng, chị ơi tính tiền ạ. Thế người chủ quán bảo là vậy thì của anh uống hết bao nhiêu? Thế chúng ta nói là 5 cốc. Thế rồi người ta tính tiền và chúng ta bắt đầu là gì? Cầm cái hóa đơn và chúng ta cũng nhầm 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 nhầm. 5 cốc và vài cái thứ gì lặt vặt đấy chẳng hạn. Chúng ta bắt đầu lầm nhầm. Vậy thì chúng ta đang lặp lại bản cửu chương đúng không? Đúng rồi. Rồi về nhà con cái xin tiền mua cái gì đó chẳng hạn. Mua một vài cái. Chúng ta lại bắt đầu là gì? Phải tính xem là hết bao nhiêu tiền. Bằng cái phép nhân hay phép cộng. Đó là gì? Chúng ta lặp đi lặp lại các bản cửu chương. Vậy thì ở đây tôi sẽ hỏi bạn rằng bạn đọc cho tôi bản cửu chương 2, bản cửu chương 7, bản cửu chương 5, bản cửu chương 8. Thế là bạn đọc vanh vách. Vì sao vậy? Bởi vì bạn luyện suốt ngày. Vậy, tất cả những tri thức, tất cả những nhu cầu, những vấn đề gì mà thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng ở ngoài kia, bạn chỉ cần đưa hết vào trong mình
đưa hết vào trong mình, là bạn sẽ bắt đầu thỏa mãn được với họ. Thỏa mãn được với họ. Đấy. Đừng ngại, chúng ta phải bắt đầu bằng một thứ, rồi chúng ta mới bắt đầu có tất cả. Giống như chúng ta đi học vỡ lòng vậy, chúng ta phải bắt đầu bằng chữ A, B, C, rồi chúng ta mới có cả gì? Cả bộ chữ cái. Rồi khi có cả bộ chữ cái rồi, thì chúng ta bắt đầu mới học văn, rồi chúng ta viết văn, thế rồi chúng ta mới bắt đầu đọc thêm sách vở và chúng ta bắt đầu biết viết ra những cái đoạn văn, câu văn của mình. Nó phải như vậy thôi. Nếu bây giờ chúng ta không có mà chúng ta hỏi làm thế nào để có ngay, không thể có ngay được. Nó phải bắt đầu giống như ta tập thể dục ấy. Bạn muốn body bạn đẹp rồi bạn muốn là chạy ra kia, bạn có thể đẩy 100 cái xà để cho body bạn có thể thon thả trở lại, hay là tay chân bạn có thể bắt đầu là gân guốc trở lại, không bao giờ. Nó phải gì? Rất từ từ, nó phải có quá trình đó. Được chưa ạ? À, câu trả lời với bạn Phùng Hưởng có thỏa mãn không ạ? À, các bạn hãy để lại số điện thoại và email, tôi sẽ chuyển món quà cho các bạn. Là gì ạ? Bí quyết sử dụng ngôn ngữ trong bán hàng, trong thuyết trình, trong đàm phán. Là các bạn hãy để lại mail, số điện thoại, và ngay sau đây thì buổi trưa mai các bạn sẽ nhận được ngay lập tức. Rồi. Bạn Đức Hùng là like, thì không biết là like cái phần nào, bạn có thể động viên giúp tôi không, là like cái phần nào để tôi có thể hào hứng để chia sẻ tiếp với mọi người. Tạo kết nối với người đó, ánh mắt tạo sự đồng cảm, soi gương, tạo câu chuyện cùng sở thích, mối quan tâm. Đúng rồi bạn ạ. Rồi. Đặng Đức Thái, rồi Trần Thinh, Hiền Nguyễn Minh. Câu chuyện đưa ra cho họ mang lại giá trị, chia sẻ để họ có thể áp dụng. Đúng rồi. Rồi. Phương Ngọc, cảm ơn anh, hay quá. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn bạn. Bạn Vương Ngọc đưa ra rất nhiều cái câu hỏi rất là sát và hóa giải lời từ chối. Vậy thì bây giờ bạn sẽ cung cấp cho tôi một cái dữ liệu là lời từ chối trong lĩnh vực gì và lời từ chối của họ như thế nào, thì bạn mới có một câu trả lời nó sát với vấn đề bạn hỏi. Phải rất cụ thể thì tôi mới có thể có cái câu trả lời cụ thể cho bạn được. À, bạn Trần Nhâm, làm thế nào để mình có năng lực ngôn ngữ? Đây là vấn đề nó khá là dài hơi. Thứ nhất là gì? Người thành công chia sẻ với chúng ta là gì? Lặp lại là mẹ đẻ của mọi kỹ năng. Và phần trên chia sẻ với các bạn là gì? Tại sao chúng ta không thể ai quên được? Không ai có thể quên được bản cửu chương, là bởi vì chúng ta lặp lại suốt ngày. Chúng ta mua rau cũng lặp lại, chúng ta đi uống cà phê cũng lặp lại, chúng ta mua bất kỳ cái gì li ti cũng lặp lại hết. Và vì thế chúng ta không ai quên được cái bản cửu chương. Nhưng các bạn thấy một điều này. Nếu chúng ta không lặp lại, chúng ta quên ngay lập tức. Ví dụ, bạn tôi có rất nhiều người là học đại học ngoại ngữ. Và sau đó ra trường đến độ khoảng mười mấy năm nay rồi họ chẳng sử dụng ngoại ngữ gì cả. Và bây giờ nếu như ngày xưa họ có 100% thì bây giờ họ dụng sạch chỉ còn đâu đó chỉ có 5-7% thôi. 5-7% thôi. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã không lặp lại. Thế nhưng mà đối với những người lặp lại, tức là họ làm với công ty nước ngoài, họ làm xuất nhập khẩu nước ngoài, rồi họ là lại giáo viên dạy ngoại ngữ chẳng hạn. Thế thì không những họ quên mà họ còn gì? Còn rất là giỏi nữa. Đấy, bạn ạ. Đúng không ạ? Chúng ta phải lặp lại thôi. Bằng việc gì? Bạn phải đọc sách. Đó. Và cái cuốn sách nào mà nó phục vụ cho lĩnh vực của bạn thì bạn cứ đọc đi đọc lại đi. Nhưng đọc đi đọc lại rồi thì bạn phải lặp lại nó, tức là bạn phải hành với nó. Bạn phải dùng nó trong cuộc sống của bạn để nó trở thành bạn, nó trở thành cái quen thuộc của bạn. Ví dụ bây giờ cái quen thuộc của bạn là đánh răng. Nào, đánh răng. Vậy thì bạn có phải dùng ý thức của mình để chỉ đạo xem là bơm cái tuýp thuốc như thế nào rồi đưa vào răng đánh ra sao không? Không bao giờ, bởi vì nó là thói quen của bạn rồi. Năng lực của bạn rồi, năng lực tự nhiên rồi. Nhưng nếu bạn bây giờ là một người là 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi xem, bạn đánh răng có khó không? Rất khó. Nhưng làm mãi thì nó khác thành quen. Đúng không ạ? Đấy, đấy là gì? Có năng lực ngôn ngữ thì trước hết mình phải tập trung vào ngôn ngữ, rồi mình phải rèn nó. Và ngôn ngữ nào bạn cần thì bạn hãy tập trung vào ngôn ngữ đó. Đấy bạn. Ngôn ngữ bán hàng thì hãy tập trung vào những cuốn sách bán hàng. Rồi, câu nào hay bạn ghi ra. Ghi ra. Và trong đó nó thường người ta ghi là câu này áp dụng trong trường hợp nào thì bạn hãy dùng đúng cái trường hợp đó.
Rồi khi dùng vào trường hợp đó thành công thì bạn mới thấy bừng lên cái. Thì cái đấy là cái cảm xúc của bạn nó dâng lên rất mạnh và bạn sẽ nhớ mãi cái câu đó. Giống như bạn là gì? Hồi học phổ thông chẳng hạn, bạn bị bất ngờ bị cô giáo gọi là đọc một bài thơ và bạn học thuộc chẳng hạn, thì cái kỷ niệm đó nó sẽ nhớ với bạn mãi. Thì cái đấy nó gọi là cảm xúc mạnh, thì nó sẽ giúp cho bạn lưu giữ mãi cái ấn tượng của buổi đó. Thì hãy tạo ra nhiều cảm xúc mạnh để mình muốn nhớ cái ngôn ngữ nào, đặc biệt là ngôn ngữ bán hàng, ngôn ngữ chốt sale. Rồi các bạn, tuyệt vời, các bạn đã đưa sản phẩm của bạn đắt quá. Dạ. Cái này thì nó liên quan đến việc vì sao bạn lại chọn sản phẩm đắt để kinh doanh? Bởi vì đó là sản phẩm tốt. Và cái tốt đó bạn phải minh chứng được với người khác. Thế thôi. So sánh với ai đó cho họ thấy rõ được cái tốt nó như thế nào và không tốt như thế nào. Đấy. Nói ra những cái trải nghiệm mà có thể thu hút được họ, họ quan tâm, buộc họ phải thừa nhận. Và ở đây có một điều. Người ta chê sản phẩm hay người ta khen sản phẩm hay người ta dùng sản phẩm không phải là vì sản phẩm, mà bởi vì người ta tin mình. Người ta tin mình. Nhưng nếu như có trường hợp, cũng có trường hợp chắc chắn là gì? Có trường hợp rằng là sản phẩm chúng ta cung cấp thì đúng gốc, thế nhưng mà nó bị bán phá giá ở ngoài thị trường. Thì chúng ta cứ nói thẳng điều đó. Rằng nếu đúng là sản phẩm này mà bạn có thể mua được ở đâu đó mà chính đúng sản phẩm này thì chúc mừng bạn. Còn đây là những sản phẩm mà chúng ta mua thể dùng cả đời, chúng ta cho sức khỏe, chúng ta cho ai đó, chúng ta biếu, chúng ta tặng. Nhưng nếu nó lại cái sản phẩm mà không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta. Bạn sẽ nói như vậy. Nếu bạn là bạn uống vào người, bạn không mua được sản phẩm chính gốc thì bạn có yên tâm không? Chúng ở hãng thì bạn có yên tâm không? Thì điều đó là tùy bạn quyết định. Còn bạn hãy chứng minh là bạn là người của công ty đó, của tập đoàn đó và đây là sản phẩm chính hãng. Thế thôi, không có cách nào khác cả. Và cái đắt này nó được minh chứng bằng gì? Nếu mà rẻ thì nó sẽ kia, còn đắt thì nó sẽ trở thành thế này. Đấy. À, chào, chào CEO Đức Hùng. À, Vân Ngọc. À, khi nói rằng sản phẩm này đắt quá, chị không mua đâu. À, anh giúp em nó hòa giải thị trường. Ừ. Thực ra thì trong này thì chúng ta phải hiểu rằng là mình phải biết đọc vị ngôn ngữ của khách hàng. Thì nhiều khi khách hàng chẳng có tiền nhưng cũng chê đắt. Bạn ạ. Nhưng chúng ta phải biết là thực sự là cái câu nói của họ có đúng là bản chất như vậy không hay là gì? Hay là họ chỉ từ chối khéo mà thôi. Chúng ta phải biết đọc vị khách hàng thì mới được. Ví dụ như là bạn bán một sản phẩm đồ hiệu, thế nhưng là bạn lại bán cho cái người mà không có đủ tài chính để gì để mua, thì đấy rất có thể là người ta không đủ tài chính để mua. Nhưng nếu bạn bán hàng cho một người đẳng cấp nhưng bạn lại không tương xứng cái đẳng cấp với họ, không phải mua sản phẩm của bạn vì sản phẩm mà người ta mua vì giá trị của bạn. Đấy là vấn đề. Và chúng ta phải gì? Nên tôi vẫn luôn luôn đề cao vấn đề là chúng ta phải đủ năng lực để đọc vị được khách hàng, đọc vị được mọi thứ. Đọc vị được mọi thứ thì chúng ta sẽ biết được khách hàng chê thật hay là chê giả. Đó. Rồi, bạn Đỗ Đức Thái cũng đã chia sẻ một cái cách trả lời rất là hay. Cảm ơn bạn. À. Nào, xin mời các bạn sẽ chia sẻ tiếp những trường hợp cụ thể trong công việc của các bạn đi ạ. Một lần nữa, tôi lại khuyến khích các bạn là để lại email, điện thoại để tôi có thể gửi cái bộ quà tặng rất là đặc biệt. Đó là gì? Cái cách sử dụng ngôn ngữ, đấy, ngôn ngữ đặc biệt trong bán hàng. Bí quyết sử dụng ngôn ngữ đặc biệt trong bán hàng. À, xin mời các bạn đấy. Rồi, chúng ta đang chia sẻ xong. À, chúng ta vừa chia sẻ xong cái phần là gì? À, bí quyết để chúng ta đặt cuộc hẹn. Thế sau đó rồi thì có một vài bạn Vương Ngọc đã hỏi thêm rằng là làm thế nào để kết nối nói chuyện
được với người lạ thì chúng ta cũng đi qua cái phần đó. Rồi thì làm thế nào chúng ta có thể xử lý được khi khách hàng chê sản phẩm của chúng ta đắt? Chúng ta đang bắt đầu đi tiếp tới phần 2. Làm sao để chúng ta có thể tư vấn khách hàng thành công? Tư vấn khách hàng thành công. Chúng ta vẫn lại quay trở lại cái hình ảnh gì? Cái hình ảnh là con ong và con muỗi. Vấn đề là để tư vấn cho khách hàng thành công, chúng ta phải tạo cho cái cảm giác của mình với khách hàng là mình là con ong chứ không phải con muỗi. Mình là con ong. Vậy thì để có cái cảm giác mình là con ong thì đừng bao giờ gặp khách hàng nói là bán. Đừng bao giờ bán cái gì cả. Mà đặc biệt trong những người mà làm nghề bảo hiểm thì mắc lỗi này nhiều nhất. Chưa gặp đã bán rồi. Đấy. Qua vài câu xong cái là bán ngay lập tức. Đấy là cái lỗi mà một trong 10 nỗi sợ hãi của khách hàng. Thì cái nỗi sợ số 1 là sợ bị bán. Sợ bị bán. Vậy thì cái nỗi sợ số 1 của người ta là sợ bị bán. Mà chúng ta đã nói luôn là bán thì chúng ta thua ngay từ đầu rồi. Thì tất cả là gì? Giống như là ông vua trong não của khách hàng ấy. Vừa gặp chúng ta và nghe được cái câu đấy cái thì giống như cái việc là ông ấy nghe được cái tiếng còi xung trận của kẻ thù ở biên giới ấy. Và ông ấy sẽ bắt đầu bảo là tất cả quân lính đóng cổng thành lại để nhất cử nhất động theo dõi bên kia như thế nào. Và nếu như bạn có cái kỹ năng để bạn đọc vị khách hàng thì bạn sẽ thấy rằng bên kia họ cảnh giác như thế nào. Ví dụ như họ ngồi khoanh tay, họ ngửa người ra, mắt họ nheo nheo lại nhìn nửa mắt với mình, rồi mặt họ xọm xuống chứ không phải tươi lên. Rồi thỉnh thoảng họ bắt đầu hỏi những cái câu rất là nhát gừng và rất là cộc lốc. Và sau đó thì họ ngoảnh đi chỗ nọ, ngoảnh đi chỗ kia mà không hề quan tâm đến điều này. Và khi bạn đã bắt đầu là gì? Biết được điều đấy, phải chấm dứt ngay cái câu chuyện đấy và bắt đầu phải quay trở lại ngay là tức họ, kết nối với họ ngay tức. Không thì bạn sẽ đứt ngay kết nối với lần sau. Rồi bạn còn mang tiếng với tất cả những cái người mà trong cái nhóm chơi của bạn nữa. Nó rất tai hại. Người thành công, bây giờ chúng ta hay luôn luôn nói đến câu chuyện là bán hàng, thương thảo hay bất kỳ điều gì đều phải win-win. Tức là đều phải tạo ra cái cuộc chơi này nó phải cùng thắng. Cuộc chơi này cùng thắng. Và bạn muốn nhận điều gì, bạn phải cho đi điều đó, thậm chí cho nhiều hơn. Bạn cho đi càng nhiều thì sau đó nó sẽ gì? Quay trở lại càng nhiều. Vũ trụ rất công bằng để sắp xếp cho chúng ta tất cả những chuyện đó. Ví dụ, nếu như bạn có năng lực để bạn có thể cho người ta, cho đến cái mức mà người ta tạo ra quá nhiều lợi nhuận, đến cái mức mà người ta buộc phải nghĩ rằng, trời ơi, người bạn này đã tạo cho tôi quá nhiều lợi nhuận và bây giờ tôi phải ủng hộ bạn đó. Đấy. Và bắt đầu là lúc đó là gì? Không những người bạn đó ủng hộ, mà người bạn đó là bắt đầu là huy động tất cả bạn bè của mình bằng việc là nói tốt cho bạn. Vậy thì các bạn, nếu đã là người bán hàng, là người bán sản phẩm, bán dịch vụ, bán bất kỳ cái gì, các bạn vẫn được huấn luyện cho các đơn vị công ty của bạn rằng là gì? Nếu như bạn được một khách hàng uy tín giới thiệu, thì cái điều đó nó giá trị gấp 10 lần so với việc là gì? Bạn tự giới thiệu. Đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để cho khách hàng nhìn chúng ta là con ong chứ không phải con muỗi? Làm thế nào? Chúng ta phải có năng lực. Năng lực thỏa mãn tất cả vấn đề của khách hàng. Ví dụ như là các bạn hỏi tôi điều gì và bằng năng lực của tôi thì tôi có thể chia sẻ lại các bạn điều đó và các bạn thấy hay quá anh ơi, tuyệt vời, cảm ơn anh. Thì đấy là thỏa mãn được giá trị của các bạn. Chúng ta nói lại một lần nữa, giá trị là những điều quan trọng nhất đối với khách hàng của mình ngay tại thời điểm đó và lâu dài. Ngay tại thời điểm đó thì tức là những cái gì mà họ cần nhất để giải quyết vấn đề quan tâm nhất của họ. Đấy, thì ta làm được điều đó rồi. Ví dụ, ngồi trước một khách hàng và người đó có vẻ mặt rất là tức bực. Đó. Ngồi trước khách hàng, người đó có một cái vẻ mặt rất là buồn, rất là thất vọng. Vậy thì mình có năng lực để có thể gì? Giúp họ giải quyết vấn đề đó không? Và khi được giải tỏa được vấn đề đó rồi, thì họ sẽ sẵn sàng cởi mở lại cái câu chuyện hậu là bán hàng hay là giới thiệu sản phẩm. Bởi vì cái vẻ mặt buồn, cái vẻ mặt thất vọng, vẻ mặt tức giận đó, nó đang choán hết tâm trí của họ, choán hết năng lượng của họ.
họ không có tâm trí nào để nghe bạn giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ đâu. Bạn phải giải quyết cho vấn đề đó xong đã. Hoặc là một chủ doanh nghiệp họ đang rất là băn khoăn bối rối trong vấn đề là làm sao đó để cải tiến sản xuất, làm sao đó để quản trị nhân sự, làm sao đó để thoát khỏi cái trì trệ hiện nay. Vậy thì bạn làm thế nào? Bạn có được cái năng lực để có thể giúp họ gợi ra giải pháp ý tưởng để họ đột phá khỏi tình trạng đó không? Thì nếu được một cái thì họ sẽ gì? Không ngại ngần để mà chia sẻ lại những điều gì mà bạn muốn hợp tác với họ. Đấy, cho đi rồi chúng ta sẽ nhận lại. Chúng ta đừng tự biến mình thành con muỗi, rồi sau đó chúng ta sẽ mất uy tín rất là trầm trọng. Nên là gì? Thay vì chúng ta nỗ lực tốn rất nhiều trí lực, sức lực, rồi tiền vốn để chúng ta lao ra ngoài, hy vọng rằng là với một cái tỷ lệ nhiều đi, thế nào cũng vợt được 1-2 trăm bó đuốc thì chúng ta cũng bắt được một cái con gì đó. Thì hãy dùng các nguồn lực đó quay trở lại đầu tư vào bản thân mình đi, để cho nó xuất sắc rồi, nhiều giá trị rồi, thì các bạn hãy ra ngoài kia để trao giá trị. Và khi trao giá trị, thực sự là giá trị, thì tất cả mọi thứ sẽ chảy về với bạn. Brian Tracy, ông ấy nói rằng là gì? Bạn càng giải quyết được vấn đề cho nhiều người, bạn càng giàu. Đúng không các bạn? Và cái câu chuyện mà làm thế nào để chốt sale hiệu quả, vấn đề chốt sale nó rất là đơn giản khi bạn trao giá trị. Thậm chí người ta sẽ giục bạn chốt sale. Còn nếu bạn chỉ dùng thủ thuật để chốt sale thì dù có chốt được, có ký được chăng nữa, bạn hãy nghĩ lại đi. Người ta về nhà rồi bạn giục họ và alo chuyển tiền đi, hay là alo lên rồi là làm nốt cái hợp đồng đi, thì họ tắt máy hoặc là họ bắt đầu viện cớ rằng là rồi về nhà rồi tiền lại làm cái gì đấy, hay là có việc gì đấy, và bây giờ thì tạm thời hoãn lại đã, dừng lại đã. Bạn có bao giờ bị thế không? Đó. Đấy là vấn đề. Đấy là gì? Chúng ta đã dùng kỹ thuật mà không win-win trên cái bàn đàm phán, bàn giới thiệu, bàn thương thuyết. Và sau đó thì lúc đó chúng ta chỉ dùng kỹ thuật và những cái câu kỹ thuật trói. Cái câu kỹ thuật trói thì gì? Khiến người ta không thể cựa được, và người ta cực chẳng đã, người ta phải đồng ý. Nhưng người đồng ý trong một cái thế là khiên cưỡng và không hài lòng, không vui vẻ, không win-win. Thế là bạn cảm thấy là rất là tin tưởng, rất là yên tâm để về. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó thì bắt đầu là chuyện xảy ra là gì? À, hẹn là sáng mai thì lên chuyển tiền nhé, sáng mai thì lên làm nốt thủ tục hợp đồng nhé. Thì lại không thấy đâu cả. Bạn có bao giờ bị vậy không ạ? Ok, bạn Nghĩa, một lát nữa thì các bạn sẽ nhắn lại lịch cho em. À, nó bắt đầu vào ngày mai. Bắt đầu ngày mai là 3 ngày đầu, thì sau đó tuần kế tiếp thì là 3 ngày tiếp theo. Rồi, phần chia sẻ của tôi đó, tiếp tục bây giờ sẽ gián đoạn lại một chút để các bạn có thể chia sẻ vấn đề của các bạn. Cái thực tiễn đi ạ, tôi thích thảo luận về những vấn đề thực tiễn của các bạn, chứ không lấy cái gọi là lý thuyết hay là những cái trải nghiệm của tôi, bởi vì trải nghiệm của tôi thì là riêng của tôi mà thôi. Đấy. Còn thì cái trải nghiệm của các bạn ấy thì nó mới đa dạng, nó mới muôn hình muôn vẻ và nó mới phức tạp. Thì các bạn có nêu ra đây được thì chúng ta mới cùng nhau mổ xẻ để chúng ta mới cùng học hỏi được điều gì đó qua những ví dụ này. Ok, xin mời các bạn đi ạ. Xin mời các bạn có thể chia sẻ. À, tôi thấy khá là nhiều người cũng tham gia vào livestream này nhưng mà lại thấy rất là ít câu hỏi là sao? Và nếu như các bạn cũng đã vượt qua được những cái lời từ chối, hay vượt qua được có những cái phiên chốt sale nó rất là điển hình, nó rất là đặc biệt, thì cũng mời các bạn là chia sẻ ở đây, bởi vì chúng ta cùng học hỏi với nhau. Chúng ta phải đều đều là gì? Đều cho đi. Chúng ta muốn nhận lại thì chúng ta đều phải cho đi trước. Cho đi đi ạ. Chúng ta cứ cho đi, bởi vũ trụ này sẽ rất công bằng. Bạn cho cái gì ra ngoài kia thì vũ trụ sẽ sắp xếp lại trở lại cho bạn cái điều đó. Và ở trong livestream này thì các bạn cho tôi câu hỏi, tôi sẽ cho lại các bạn câu trả lời. Đó, xin mời các bạn. Có trường hợp tư vấn chăm sóc sức khỏe. Ok. Để biết được nhu cầu của khách ạ. Ok, làm sao để biết nhu cầu khách hàng? Bạn phải biết đọc vị ngôn ngữ khách hàng. Đọc vị ngôn ngữ. Và ở đây thì tôi chia sẻ cái bạn cái cách để bạn đọc vị ngôn ngữ đây. Trước hết chúng ta cùng đồng thuận với nhau rằng bất cứ ai trong chúng ta
Rồi bạn Diệp Anh. Bạn Diệp Anh thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn Diệp Anh. Rồi. Bất cứ ai trong chúng ta khi đưa ra một ngôn ngữ nào trong giao tiếp, trong bán hàng, chốt sale, thương lượng, đàm phán, đều ẩn dưới đó một băn khoăn, một mong muốn, một nhu cầu, một đề nghị. Bất kỳ câu nào một người nào nói ra đều ẩn dưới đó cái điều đó. Rồi bạn Hoa Thanh, tôi đã nhận được câu hỏi của bạn và tôi sẽ trả lời bạn sau cái phần này. Vậy tôi sẽ chia sẻ bạn cái cách để bạn có thể đọc vị ngôn ngữ người khác đây. Ví dụ, bạn đi chơi với người yêu. Rồi thì bạn ra cái chỗ gọi là rất là thoáng đãng để bạn ngồi tâm sự. Thế thì cô bạn gái của bạn sẽ nói rằng: "Ồ, chỗ này gió quá nhỉ." Chỗ này gió quá nhỉ, đúng không ạ? Vậy thì nghĩa là bạn gái muốn gì đây? Ẩn dưới đó là bạn gái muốn gì? Vào chỗ nào hay đi chỗ nào đó khuất gió hơn? Bởi vì có thể bạn ấy đang bị lạnh. Có thể người bạn ấy là gì rất sợ gió. Đấy. Và có thể là bạn ấy thấy rằng hôm nay bạn ấy muốn yên tĩnh bởi vì bạn ấy không được khỏe, hay là bạn ấy muốn yên tĩnh để bạn ấy có thể chia sẻ về những cái điều mà bạn ấy rất là quan trọng. Thì cái chỗ gió như này thì nó sẽ không phù hợp. Thì đấy là bạn đọc vị ngôn ngữ. Vậy khách hàng của bạn luôn luôn bộc lộ những ngôn ngữ cho bạn thấy. Luôn luôn bộc lộ cho bạn thấy. Ví dụ: "Ôi, dạo này công việc chán quá." Đấy. Thì sau đó bạn phải bắt đầu có cái ngôn ngữ. Thế à? Thế thì vậy thì cụ thể là chán cái gì? Thế thôi. Rồi sau đó thì người kia sẽ nói rằng là chán cái này, chán cái nọ, chán cái kia, thì bạn bắt đầu tiếp tục gì? Hỏi và lắng nghe. Và những cái bậc thầy trong gì tư vấn đàm phán chốt sale là gì? Bậc thầy của tư vấn đàm phán chốt sale là hỏi và lắng nghe, chấm hết. Vậy thì cái kỹ năng hỏi của bạn, kỹ năng hỏi sẽ cho biết chúng ta là ai. Bởi vì là gì? Càng đặt những câu hỏi thông minh, càng đặt những câu hỏi sắc sảo, thì nghĩa rằng người đó đã biết câu trả lời rồi. Người ta đặt ra để nhằm gì? Để nhằm tháo gỡ vấn đề cho cái người trả lời mà thôi. Thì không có cách nào khác, bạn phải sở hữu được các cái kỹ năng đó. Thì bạn mới trở thành gì? Người bán hàng vĩ đại được, người bán hàng xuất sắc được. Đấy, làm sao để biết nhu cầu khách hàng là như vậy? Để biết thì phải hỏi. Phải hỏi thì phải có câu hỏi trúng với họ. Ví dụ, người ta nói là: "Ui, thằng nhỏ nhà này tự nhiên nó lại lăn đùng ra sốt." Đấy, người ta nói đấy. Vậy thì ẩn dưới là gì? Ẩn dưới là vấn đề người ta đang quan tâm nhất là gì, làm sao phải gì chữa bệnh cho cái cậu cu con đấy khỏi, thì người ta thấy yên tâm. Thế thì bạn lại gì? Có thể bạn lại không quan tâm lắm và thế thì cho nó đi viện có gì đâu không? Đấy, bạn đập ngay vào cái thứ mà người ta cho là rất quan trọng đấy, thì bạn lại gì? Khỏa lấp nó đi. Vậy thì trong đầu người ta sẽ nghĩ: "Trời, ông này chán, chả có chia sẻ gì, chả có gì cả." Nhưng nếu bạn bảo là: "Thế à, ô thế thằng nó bị làm sao?" Thế là người bạn của bạn có thể nói ra chứng bệnh và bạn có thể là gì quen biết một ông bạn bác sĩ nào đó, thì có thể kết nối hai người với nhau để gì tư vấn cho cái việc vấn đề cậu nhỏ đấy làm sao, nó là viêm họng thì người ta định mua thuốc này và đừng đừng bạn dùng cái này hay hơn chẳng hạn. Thế thì sau đấy rồi thì cái tình bạn của hai người thế nào? Tốt, đúng không? Đấy là một trong bảy cái kỹ năng kết nối mà bạn gì giới thiệu một dịch vụ đấy, đúng không bạn? Bạn Vương Ngọc ạ. Rồi bạn Diệp Anh, bạn Đoàn Thị Diệp Anh, như phần trên trên lúc này có 10 phút thôi tôi chia sẻ rồi. Chốt ok rồi mà lại không được thì nghĩa là gì? Chúng ta đã chưa làm thỏa mãn cái giá trị của khách hàng. Chúng ta mới chỉ nói bằng cái kỹ thuật, chúng ta khỏa lấp đi vấn đề của họ và buộc họ phải đồng ý. Nể cực chẳng đã thì đồng ý. Và rồi chúng ta cũng lại gì? Không đọc vị được họ là người có tài chính hay không. Chúng ta cũng không đọc vị được là vấn đề đấy có thực sự trở thành vấn đề quan trọng nhất của họ hay không, mà họ muốn giải quyết hay không. Thì thôi thì ngồi đấy để uống cà phê với nhau hay là gì đó, thì họ cứ gật đầu cho nó vui vẻ câu chuyện. Nhưng sau đó thì họ sẽ gì? Họ sẽ từ chối ngay lập tức. Vấn đề là gì? Thỏa mãn giá trị của khách hàng. Thỏa mãn. Dùng các kỹ thuật đọc vị, ngôn ngữ, nhạy bén giác quan, tất cả những thứ gì họ bộc lộ để đánh giá. Thế sau đó rồi bạn sẽ bắt đầu biết được điều gì đó ở bên dưới. Đó.
Bạn Hoa Thanh chắc là bạn chưa xem từ đầu. Vậy thì với livestream này thì phần đầu nó rất rõ ràng, cái câu hỏi phần đầu là làm thế nào để mở lời thì nó rất rõ ở phần trên. Nó có cái cách để bạn bắt đầu là kết nối với họ và hỏi những vấn đề quan tâm của họ, sau đó thì bạn thỏa mãn cái giá trị của họ. Và nó yêu cầu là gì? Khi bạn hỏi thì bạn phải sẵn cái năng lực để giải quyết cho họ rồi. Còn nếu bạn cũng lại không có năng lực đó thì bạn hỏi nó cũng trở nên càng đưa bạn vào tình thế bế tắc. Nên tôi vẫn một lần nữa lại khuyến nghị các bạn đề cao vấn đề là đầu tư vào tất cả những cái tri thức của bản thân mình, kỹ năng, khả năng của bản thân mình để bạn có thể thỏa mãn được giá trị của khách hàng. Rồi, và cách chốt hợp đồng. Chốt hợp đồng, tại sao nó khó khăn vậy? Bởi vì chúng ta đang là con muỗi. Nếu còn chúng ta là con ong thì họ sẽ giục mình chốt hợp đồng. Đó là gì? Mình hãy cho họ nhiều vào. Cho họ nhiều vào. Rồi còn cái cách chốt hợp đồng thế nào rồi? Bạn cứ cho đi cho họ thật nhiều đến cái mức mà họ thấy rằng sao người này lại hay thế này? Mình phải làm cái gì để giúp họ bây giờ? Thì họ sẽ giục mình để chốt hợp đồng. Còn cái cách chốt hợp đồng thế nào thì tôi tin rằng là rất là nhiều sách đã chỉ ra cái cách chốt hợp đồng rồi. Chốt hợp đồng phải nhanh, chốt hợp đồng phải đúng lúc mà cảm xúc của họ dâng cao, chốt hợp đồng phải cái lúc mà làm cho họ thỏa mãn con số, thỏa mãn dữ liệu, thỏa mãn nhu cầu, thỏa mãn sự tin tưởng, thỏa mãn rất nhiều thứ. Vậy làm thế nào để bạn biết rằng khách hàng đạt được cảm xúc cao nhất? Làm thế nào bạn biết rằng khách hàng đã thỏa mãn? Làm thế nào để bạn biết rằng khách hàng đã hài lòng gật đầu ở bên trong? Thì đấy nó thuộc về những cái kỹ thuật chuyên sâu thì bạn cần phải tìm ở đâu đó, học ở đâu đó. Về cá nhân tôi thì chia sẻ với các bạn như vậy. Chứ chúng ta không thể nào bằng một lúc mà nói trên này những cái kỹ thuật nó đi vào quá sâu, nó đi vào tiểu tiết như vậy thì và những cái kỹ thuật đó bạn phải được rèn, còn nói thì bạn cũng lại trôi đi ngay lập tức. Ví dụ như là bạn bảo anh ơi làm thế nào để em có thể có body đẹp thì tôi bảo là bạn sẽ bắt đầu đi tập aerobic, bạn sẽ bắt đầu đi tập yoga, bạn sẽ bắt đầu đi tập khí công, bạn đi tập nữa. Nhưng bạn có tập không mới là vấn đề. Đấy, giải pháp thì luôn luôn sẽ có, chúng ta có luyện hay không mà thôi. Bạn Trần Hải thì hỏi một câu là với người lần đầu gặp bằng cách nào để họ tin tưởng và cởi mở với mình? Rồi, bạn hãy hỏi lại mình chính câu hỏi đấy, làm thế nào để bạn bắt đầu tin tưởng một người nếu mà bạn nhìn thấy họ? Một cái người mà xuất hiện với một cái bộ dạng sọc sạch thì bạn có tin không? Một cái người mà bán sản phẩm đồ hiệu sang trọng nhưng mà họ lại gì trông rất là hớt ha hớt hải thì họ có tin không là bạn bán đồ hiệu không? Đấy. Và một cái người mà họ rất là người hiểu biết mà bạn lại bán hàng nhưng mà cái ngôn ngữ bạn truyền thông với họ mà lại rất là gì non nớt với họ, cái người hiểu biết thế thì họ có tin không? Rồi một cái người nào đó mà họ thuộc cái nhóm cá tính đặc biệt và bạn lại không phát hiện ra thì có đi vào lòng họ được không? Đấy. Và bạn điều gì, tất cả những điều gì mà bạn hỏi ở đây, tôi tin rằng tra Google là có ngay. Bạn Trần Hải ạ. Và bây giờ thì cá nhân tôi thì chia sẻ thế này. Bán bất cứ cái gì, thương lượng chốt sale bất cứ cái gì, bạn phải tạo cho bạn gì? Cái thứ nhất bạn phải là người rất là nghiêm túc để xuất hiện trước mặt người ta. Rất là nghiêm túc. Rất là chững chạc. Chững chạc từ bên ngoài cho đến bên trong. Bên ngoài là gì? Là cái trang phục của bạn từ đầu đến dưới. Đặc biệt là gì? Đối với những người nam là những cái đôi giày và cái trang phục. Rồi móng chân, móng tay. Rồi là đầu tóc, là có cắt gọn gàng, ngon nghẻ không? Đấy, tất cả những mọi thứ đấy. Bởi vì người ta nói là gì? Bạn có 7 phút, à 7 giây đầu tiên để gây ấn tượng với khách hàng. 7 giây đấy, nếu bạn xuất hiện với một cái hình hài đáng tin, thì người ta sau đó, người ta sẽ tìm những cái dữ liệu đáng tin để củng cố cho cái niềm tin của họ. Còn nếu như 7 giây đầu mà bạn xuất hiện một cách không đáng tin, sọc sạch, thì họ sẽ bắt đầu đi lục tất cả những cái thứ gì không đáng tin để bắt đầu gán cho bạn. Và như vậy thì xong rồi. Đấy bạn ạ. Lần nữa tôi lại nói, hãy tập trung đầu tư vào bản thân mình để xem là như thế nào thì bạn trở thành người đáng tin, như thế nào thì trở thành người gì xuất sắc, như thế nào để trở thành người kết nối giỏi hay nói chuyện giỏi. Đó. Đằng sau có câu hỏi ẩn. Đúng rồi, bạn hãy dùng những câu hỏi. Nào bạn Diệp Anh, hãy dùng những câu hỏi meta để hỏi cụ thể nó là cái gì, buồn buồn vì điều gì, ai buồn đó chẳng hạn.
À, bạn Vương Ngọc, cảm ơn anh rất tuyệt vời. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Rồi, tôi có một kênh video nữa cũng chia sẻ rất nhiều những cái kỹ thuật giá trị. Thì các bạn có tìm cái kênh là video đấy, HNLP Nguyễn Xuân Hương đấy. Thì các bạn, mà trên Facebook này thì tôi cũng đã công bố đấy. Đặc biệt các bạn hãy xem ngược lại 4 năm cái video mà tôi đăng rằng gì, bí quyết vận dụng sức mạnh tiềm thức các bạn. Đấy là tất cả những cái hạt nhân của các bạn đấy. Nỗi sợ hãi của các bạn nó nằm trong đó. Thói quen trì hoãn lười biếng của các bạn nó nằm trong đó. Sức mạnh của các bạn nó cũng nằm trong đó. Nhưng mà tôi thấy rất là hay là gì? Những cái video mà giá trị một cách đầy quyền năng và mạnh mẽ như vậy thì chỉ có độ khoảng tầm 5 7 người với 12 14 người, 17 người xem thôi, hay thật. Mà đấy là những cái kiến thức, cái kỹ năng mà nó trị giá hàng ngàn đô la Mỹ đấy các bạn ạ. Các bạn ạ. Rồi bạn Hoa Thanh, cảm ơn bạn Trần Thuật. Rồi bây giờ là rồi, cảm ơn các bạn. Rồi các bạn hãy để lại số điện thoại, rồi các bạn sẽ để lại email thì các bạn sẽ nhận được cái bí mật sử dụng ngôn ngữ trong bán hàng, trong thương lượng, trong đàm phán, trong chốt sale. Và chúng ta đã chia sẻ từ 9 rưỡi, 10 rưỡi và đã 1 tiếng rồi. Thời lượng live stream thì tôi nghĩ rằng là bây giờ có lẽ là đến lúc chúng ta tạm dừng. Những bạn mà chưa kịp và vẫn chưa mạnh dạn để bộc lộ mình, chưa mạnh dạn để cho đi những câu hỏi đối với tôi để nhận lại được câu trả lời, thì có lẽ trong một cái buổi livestream tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Và lần tới nếu các bạn muốn nhận được nhiều giá trị thì các bạn hãy trao đi bằng những câu hỏi đối với tôi. Rồi, bây giờ thì những bạn nào đã vào muộn thì tôi cho rằng đây là một livestream rất là bổ ích và giá trị với công việc của các bạn, sự nghiệp của các bạn. Và các bạn có thời gian để xem lại bởi vì livestream này nó vẫn tồn tại trên Facebook. Còn bây giờ thì tạm biệt, chúc các bạn ngủ ngon.